Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ xin test cho bạn là Thắng cây sáo Trần Tình bản gốc. Nói chung là nhà sản xuất họ đã làm cố gắng làm giống gần như là giống hệt bản gốc đấy. Nói chung là khá giống đến 90 mấy % đấy. Kèm theo cái dây Trần Tình khá là đẹp. Dây này dây nhà mình tặng thôi, còn dây hãng tặng thì nó to hơn một chút. Mình cho bạn hai dây luôn. Cây tông la nhé. Thì sau đây mình sẽ xin test được được test cái âm thanh. Mình thu âm luôn, bài vang tiện luôn. Đây là ngoại hình. Nói chung là mình nhìn thì thấy ngoại hình nó rất là đẹp. Ok anh em nhé. Nói chung là để mà thổi được hay thì cũng luyện tập khá là lâu các bạn, luyện tập khá là nhiều. Thì đầu tiên là phải thổi tốt này, sau đó là kỹ thuật tốt và thu âm hay nữa thì nó sẽ hay thôi. Ok, xin chào nhé. Tên này của bạn là bạn Thắng, có nick Facebook là Ngụy Vô Tiện ở trong Đắk Lắk. Rồi, ngày mai mình gửi cho bạn luôn. Xin chào bạn nhé.